Trẻ con Việt Nam yếu về mọi kỹ năng, cái gì cũng không biết Trời ơi à, Mình là Đàn Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đàn Nguyễn Official Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống À, mấy cái bạn à, trẻ thời nay các bạn Bạn trẻ, nhưng khi mà mình thấy những con cháu của mình, những người Mỹ Và so sánh những cái bạn trẻ ở Việt Nam Thì bây giờ cái tình hình mà các bạn trẻ ở Việt Nam á, Tự hào cho mình là giỏi đi tìm những cái công việc gọi là chức vụ Bàn giấy, văn phòng, cào vạt, áo vest à, Tự hào, ngạo nghệ Nhưng mà trên cái thực tế thì à, mình không có đủ năng lực thì à, nó ngộ ở bây giờ đó là các bạn không hiểu tại sao các bạn tự hào ngạo nghễ việt nam sản xuất được xe hơi rồi các bạn ngạo nghễ thì có đó cho dù là được đi các bạn à, người mỹ thì họ không có ngạo nghễ như thế và người mỹ họ không có nói nhiều bạn thấy khi mà người mỹ họ đi à, thế giới vận hội olympic họ cũng không có nói nhiều họ đi đá banh thế giới cả nam lẫn nữ họ cũng không nói nhiều họ cũng nhiều khi họ cũng chẳng thèm coi nhưng mà bạn thấy khi mà họ đi thi đấu là number one nhất thì chưa có nhưng mà nữ thì nhất rồi nhưng mà nam là đà toàn là vô bán kết chung kết lên tới sao hỏa sao kim họ cũng chẳng nói nhiều các bạn thì cái kiến thức phổ thông của mình á nhưng mà dỗ ngực xưng danh ta đây là học vị cao rồi rốt cuộc học thì cũng ra cũng không có việc làm đi chạy xe ôm rồi cũng không hiểu thì có một bài đó. kiến thức phổ thông là đây à, để cho mấy đứa trẻ nó nhìn vô nó không biết cái kiến thức bây giờ học cái gì không biết toàn là thứ dữ trên nên nhưng mà nói cái đời cái phổ thông không biết dỗ ngực xương nhanh không à đi làm thì bạn thấy câu nói thấm thía của kỹ sư nhật người việt các anh muôn đời khổ nếu chỉ có nghĩ biết đến mình mình cùng nhau chia sẻ thử với các bạn người Nhật họ nói cái gì nha. Mình có phạm mình có nhắm vào người Nhật mình mình chê người Nhật cái gì không các bạn. Nhưng mà người Nhật họ nhắm vào mình và họ thấy được. Singapore nó vô thì nó nói kêu các bạn đi học đi. Bây giờ Việt Nam thì một là học cho giữ mà học cho giữ ra thì cũng chẳng có việc làm. Và không học thì đi chạy xe ôm. Ừ. Bây giờ các bạn hiểu không? Cô giáo, thầy giáo, à, cũng bỏ việc của những cái tháng của năm 2023 năm 2022 là cô giáo thầy giáo nghỉ rồi bây giờ vẫn tiếp tục nghỉ tại vì đồng lương quá thấp nhưng mà hôm nay nói về cái kỹ sư người Nhật họ nói họ nói nhiều lắm rồi nhưng mà mình muốn nhắc lại thôi à một kỹ sư người Nhật khi về nước đã không ngần ngại nói với công nhân Việt Nam Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ có biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ cá nhân mà không biết nghĩ đến cái chung. Thì bạn thấy đó, à, họ vào, họ trả ở cái quận Bình Tân, một công ty là Tour Precision gì đó. Mình là có chia sẻ cái bài đó các bạn. Họ trả là 7 triệu, à, 6 triệu mấy đó. Thì đòi lên lương. Nhưng mà họ nói tôi trả các anh cỡ đó thôi. Tại vì các anh không có năng lực Các anh lên lương, đòi lên lương Nhưng mà sản phẩm ra thì nó không có nhiều thì à, Một cái ốc vít chúng tôi mang từ Nhật sang 40.000, 50.000 Mà các anh rơi xuống, các anh dẫm lên Một điếu thuốc có 1.000 đồng Các anh sẵn sàng lụm lên và hút tiếp Cho dù nó bị bẩn chỉ vì cái đó của các anh còn con ốc vít của chúng tôi 50.000 cái đó không phải là của các anh Các anh dẫm lên thì bạn thấy à còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông tặng quà bạn thấy chở tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua vì là người đảm bảo mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng làm gì làm sai mà chúng tôi không biết Việt Nam mình là không lỗi các bạn Anh đưa tôi ra từ sân bay đi ra Đoạn đường chỉ có 30 km Anh anh khai 100 km Chúng tôi cũng ký, cũng xăng, cũng cộ cho các anh Cho nên thay vì tôi lên lương cho anh là 500 ngàn Bây giờ tôi lên lương cho anh là 200 ngàn mà thôi Thì đó các bạn Những cái tình hình này nó làm ra cho con người việt nam không biết làm sao giờ nó cho thế giới họ họ khi dễ mình lắm ha rồi cái kiến thức cơ bản mình muốn chia sẻ các bạn kiến thức phổ thông tốt nghiệp đại học một à, câu chuyện của một à, anh tốt nghiệp đại học trường luật đi chạy xe ôm trời ơi không biết các nước khác Chạy à, tốt nghiệp à, Đại học rồi Có ra chạy xe Grab Uber Không các bạn Một bác lớn tuổi bực bình Một cậu Grab Biker Sao tôi đợi Anh ở đây 20 phút Mà anh cứ nói là đã đến rồi là sao Và cháu tưởng số 2 đồng khởi Là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Nên cháu đứng đó đợi Khổ quá anh không biết xem số à? Cháu có xem, nhưng chỗ nhà thờ không có số. Cháu nghĩ số 2 là đầu đường nên chờ mãi. Đang tính báo hủy thì bác gọi lại. Anh học hành sao mà đầu đường với cuối đường mà không biết? Một, một cử nhân, một đại học, đầu đường hoặc cuối đường thì không biết. Ở Mỹ cũng vậy các bạn khi mà nó hỏi hướng tây hướng đông hướng nam như thế nào bạn nhìn bạn phải biết cái nhà của mình là hướng nào cái hướng bên tay trái là hướng đông hướng tay phải là hướng tây vân vân các bạn và cái cái số cái số bên à, cái số lẽ là nằm bên trái số chẳng là nằm bên phải à, bao nhiêu vân vân không biết à bạn học à anh học hành sao mà đầu đường cuối đường anh không biết dạ cháu có đi học chứ cháu mới tốt nghiệp đại học lực ra đó ba à bác nghĩ sao vậy nhưng quê ở tây ninh giờ tốt nghiệp sinh ngoài không có được cho nên ra chạy ráp đỡ kiếm cơm bác thông cảm thôi được rồi chạy đi tôi dạy cho anh mấy à một lần cho biết nhé cái đó gọi là kiến thức phổ thông nhưng anh à, biết gần như À, nhưng tôi biết gần như 100% trăm người Việt ở Việt Nam không biết một trăm gần như 100% trăm người Việt ở Việt Nam không biết từ xếp lớn đến thằng chạy xe ôm như anh vì có học đâu 100 anh chạy xe ôm đều không biết trừ những anh mà tôi nói thì mới biết nhớ nhé coi nói cái gì các bạn trẻ nghe nè trong một đô thị có quy định, mặc nhiên là số nhỏ luôn tính từ sông lên. Ở dưới sông, tính sông, đường sông và tính số nhỏ lên. Ví dụ như số 2 đồng khởi là cà phê Ru Nam. Thấy không? Tôi đang đứng đây là số nhỏ vì nó giáp với sông Sài Gòn. Vậy chỗ anh chờ lúc nãy là ở nhà thờ Đức Bà là cuối đường đồng khởi chiều đánh số nhà còn được thực hiện theo hướng từ bắc xuống nam từ đông sang tây bây giờ hỏi các bạn ở việt nam nhà của bạn đang ở hướng nào các bạn biết không nó không, không quan tâm cài đó đi hướng nào hướng nào ha từ đông sang tây từ đông bắc sang tây nam từ đông nam sang tây bắc trường hợp ngõ hẻm chỉ có đầu thông ra đường số thì lấy chiều đánh số được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường đến nhà cuối ngõ số lẻ luôn ở bên tay trái số chẵn hay ở bên ở tay phải anh đứng nhìn cái số đầu đường đến cuối đường vậy khách tay nói nó nói là cho xe đến trung tâm Sài Gòn thì anh chạy đi đâu à, anh lơ cho cái uh, xe grab tới trung tâm ở Sài Gòn vậy trung tâm ở Sài Gòn là ở đâu? Dạ chắc chạy ra Nguyễn Huệ phải không bác? Chật lật. ở một đô thị trung tâm là nơi có nhà ga xe lửa chính. Hỏi các bạn ngay tới lúc này trung tâm Sài Gòn là ở đâu? Mình lấy cái chỗ nào để mình làm trung tâm? À, một anh học kỹ à, luật trường luật. 4 năm, 6 năm Không biết trung tâm là ở đâu Rồi nếu không có thì bưu điện trung tâm Tức là chỗ nhà thờ Đức Bà nãy đang đứng đó Đó là trung tâm ngay chỗ cái bưu điện thành phố đó. À, đó. là trung tâm Trước 75 trung tâm Sài Gòn là nhà ga xe lửa Và chỗ gần chợ Bến Thành Chứ không phải là chợ Bến Thành Sau năm 80 nhà ga này về về Hòa Hưng Nên trung tâm Sài Gòn hiện nay là bưu điện của Sài Gòn Ok các bạn đó là kiến thức phổ thông anh biết thì đi đâu ở nước ngoài cũng không sợ lạc nó có những cái quy tắc phổ quát ở trong đô thị một xã hội văn minh phải được dạy dỗ từ bé nhưng người ta không làm người ta dạy rất nhiều thứ vô bổ người việt đi nước ngoài khổ lắm đi từng đòn xem bản đồ không biết lật bản đồ ra không biết lật la bàn không biết không biết hướng trong hướng hướng tây la hét in ổi xấu hổ ghê lắm trong khi các nước khác trường trước khi học toán học lý họ dạy người ta sống với nhau như thế nào gọi là cách cư xử cách đối nhân xử thế giữa người với người giữa trẻ với người lớn giữa người lớn với người nhỏ rồi dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, nhóm lửa trong điều kiện khó khăn, cách dựng liều, chạy cách bắt cá, cách xử lý thịt sống. Mấy cái này trong chắc trong trường học không có. Nhỏ, à, nhỏ mình học cũng không có. Qua đây có học đó các bạn. Tại sao một đứa nhỏ 5-6 tuổi nó đi lạc trong rừng mà bạn biết rồi ở Mỹ rừng nó nhiều. Người ta ở van ven rừng nó vô rừng nó chơi xong rồi một chút đi ra không được các bạn. Nó ở trong đó cả tuần lễ. Là... Nếu bạn lạc trong rừng, bạn làm gì để cho người khác họ biết bạn? Nếu bạn lạc trong rừng, thì bạn làm cái gì để bạn sinh tồn? Hỏi bạn, các bạn có đặt câu hỏi không? Các bạn có đặt câu hỏi không? Xử lý như thế nào? Đó, nói đến là kỹ năng, năng lực thiếu nhiều lắm các bạn trẻ ơi. Nói không chịu đâu, nó không chịu. Mà kêu lên nói chuyện nha, thì nó không dám, nó không dám. Nó cạo bằng phím dữ lắm. Anh không có kỹ năng. Một đứa nhỏ 5 tuổi, 7 tuổi nó ở trong rừng tối, tối đến. Bạn như thế nào ở trong rừng? Và bạn làm cách nào để bạn, cái người ta đi tìm bạn, người ta tìm dễ. Họ à, lửa cháy bốc bạn làm như thế nào? Học thoát khỏi đám cháy, nhà sập, động đất hay bị bắt cóc? Ở bên Mỹ bắt cóc thì bạn làm cách nào để cho người ta biết đây? học cách ứng cứu y tế sơ đẳng nhiều nhiều lắm, như trẻ con ở Nhật từ lớp 1 đến lớp 6 chỉ học như vậy. Và một ít chữ toán, lý, hóa chỉ sau này mới học. Và nếu có năng khiếu, có đam mê mới theo một cái ngành nào đó và học cấp cao hơn. Nhưng trước đó đứa bé nó đã biết mọi thứ để tự do cho cuộc sống của mình, tự lo cho cuộc sống của mình tôi sang Canada, Mỹ, người ta dạy lắp điện sửa ống nước, thoát, thoát nước và những cái điều cơ bản trong trường phổ thông. Cái gì lo cho bản thân mình chính là phổ thông. Còn ở Việt Nam không có. Vì vậy, ở Việt Nam làm gì cũng mướn thợ. Ở nước ngoài người ta ai cũng làm được hết. À, nó nói cái này nè ở bên ở bên Mỹ tiền đâu mướn ở Việt Nam giàu cho nên mướn thợ không ai biết làm không ai biết làm đồng lương quá thấp ở nước ngoài người ta cũng làm được hết dù là phụ nữ hay đàn ông từ điện đến cấp thoát nước vân vân họ đều làm được hết đúng không ở trong nhà này hư đào huyết làm hết mấy cái nặng nặng này mấy cái mà nó khó quá thì không chỉ còn nó thật các bạn cái gì cũng làm xe cũng vậy thấy không chỉ những cái người muốn công việc chuyên nghiệp quá bận rộn mới mướn thợ mà thôi. Còn ở Việt Nam rất nhiều đàn ông không biết lắp điện, không biết sửa ống nước vì có học đâu. Đi qua bên đây từ Việt Nam qua cái ổ khóa nó hư không biết sửa kìa. Có nhiều bạn nói này nè. Giờ lên YouTube coi dạy. Bây giờ ra cái này cũng 50 50 thôi mình đố các bạn các bạn chưa bao giờ đội một chiếc xe hơi lên các bạn chưa bao giờ mở cái bánh xe hơi ra các bạn coi YouTube đi chắc mình nghĩ khoảng 50 phần trăm các bạn làm banh chiếc xe hơi của các bạn Thí dụ Mình có coi trên Youtube của Việt Nam một anh á, sửa một chiếc xe mà sửa xe honda các bạn sửa xe honda rồi ảnh đi lên được trên dưới bạn bè có một chiếc xe hơi trên đường cái xe bể bánh anh nói chết chứ hai hồi giờ tôi đâu có biết mở xe hơi đâu à anh ta nói anh ta không biết mở nhưng mình nói khi mà anh ta mở youtube lên anh ta coi ờ đội lên sao mở sao anh ta làm được tại sao Tại vì anh ta có cái background là anh ta mở bánh xe Còn ốc con tán rồi Anh ta làm được Còn các bạn khác Đóng cây đinh, kỹ năng đóng cây đinh vô vết tường Đóng không xong Bạn coi Youtube Youtube để cho những người có background Có cái cơ bản về những cái liên quan Thí dụ mình không phải là thợ sửa xe Nhưng mình là thợ tiện mở ốc bên trái mở ốc bên phải gắn vào gắn vô cơ khí nói chung khi mà mình coi thì mình hấp thụ được khoảng 80 phần là mình mày mò mà. bạn có tin là có người độ chiếc xe lên sập xuống không câu chuyện của người bạn của mình là một kỹ sư điện tử ở tiểu bang Texas cách đây mười mấy năm khi mình tới nhà họ cái ổ khóa carung rung họ không biết siết vào họ chạy chiếc xe cũ mình nói thôi trời ơi đi ở nhà thai đi mất công đi ra ngoài đợi rồi tốn kém ở nhà mình thai được anh ta nghe lời anh ta thai mà cũng hên á là anh ta đội lên mà nó không sập xuống ok rồi anh ta cũng mở nhớt ra thai các bạn biết chuyện gì xảy ra anh ta không có bắt rau về cái đó anh ta chẳng có chẳng quan tâm Nhất máy với nhấc hộp số anh ta không biết đó hỏi đi nhấc máy với nhớ hộp số khác nhau cái gì bây giờ tôi bỏ một cái khớp một cái chung một cái nhấc máy một cái chung một cái nhớ hộp số tôi đưa anh tôi hỏi anh nhớt nào là nhớt hợp số nhất nào là nhấc máy liệu anh có biết hay không cái đó nó cũng là không có phải là chuyên môn cái đó là cũng phổ thông cái gì mình làm được nó là phổ thông đúng không anh biết không Đó, bây giờ đặt câu hỏi các bạn Các bạn có nghe luồng like của mình Các bạn ở Mỹ luôn, các bạn chưa bao giờ thay nhớ Chưa bao giờ thay nhớ hộp số, nhớ máy Rồi, một cái đó thì các bạn biết hay không? Cho mình cái comment Ok Anh ta mở ra nhớ, nhớ máy Anh ta không mở mà anh ta mở má nhớ hộp số Khi mà mở lộn người ta biết liền các bạn Tại vì ta nhìn cái nhớ người ta biết Rồi Thay, đóng vô, chạy xe gửi đi Kịch gì nè Cuối cùng kêu bạn tới thì đó là nhớt nhớ hộp số anh ta tháo ra mà nhớt máy anh ta không tháo anh ta đổ tiếp vô cục vô trong nhớt máy. Okay, đó là kỹ năng đó các bạn. Rồi. cha cha, đọc tới đầu quên rồi. Trẻ con Việt Nam yếu về mọi kỹ năng, cái gì cũng không biết. Trời vì chúng phải bỏ thời gian ra để học yêu người này kẻ nọ đó là sự xuẩn ngốc vì tình yêu không thể dạy để mà yêu được vì tình yêu là một cái tình cảm tự nhiên và lòng yêu nước của tự nhiên dù không dạy cũng vậy hôm qua thấy thằng cháu ngoại của tôi mới vào lớp vỡ lòng và hỏi ngoại ơi tổ quốc là gì hả ngoại có phải là tổ quốc à, có phải là tổ con chim quốc không ngoại sao cô giáo dạy phải yêu tôi nhức đầu quá chẳng biết giải thích như thế nào sao không dạy bọn chúng nó trước hết là yêu ông bà cha mẹ anh chị em kính trên người dưới, người lớn người sao trước khi dạy nó những thứ khác đầu óc non trẻ của tụi nó sao không không sao kham nổi mấy câu khái niệm xa lắc xa lơ lớn lên chúng mất thì giờ học toán cao cấp như là vi phân tích phân mấy đứa sau này làm ca sĩ nhân viên bán hàng cầu thủ đá banh như công phượng quang hải chạy như hay như anh chạy gáp cần gì những thứ đó hầu hết đều vứt sau khi thi xong. Quá lãng phí với công sức người dạy lẫn người học. Cái không dùng tới trong đời sống hàng ngày, sao gọi là được là phổ thông, nên nó chỉ dạy ở đại học thôi. Đấy. Còn nhiều thứ vô bổ khác, nữa nhồi nhét vào đầu chúng, chẳng biết nhắm mục đích gì. Cách dạy cũng vậy, từ cấp nhỏ đến đại học chép thầy cô bảo sao nghe vậy đứa nào cũng có ý khác một tí, cãi một tí, làm mắng là hổn là láo, là phản động ở ừ thế. À giáo dục bây giờ thật là tệ. Cho nên nói cứ mà không có mục tiêu nào đạt được. Năm 76 người ta đến đến năm 80 cơ bản biến nước thành nước cộng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giờ 48 năm rồi mình vẫn còn ngồi xa vời quá. Hôm nọ có một gã chức nhớ lắm mới nói giáo dục ta chưa bao giờ tốt như vậy. Kể từ thời vua Hùng đến giờ, một cậu bé bán với số đứng cạnh mới hỏi Có đúng không bác? Ông bác lớn tuổi tự hào trả lời Đúng chứ cháu, Cháu mới 10 tuổi mà cháu biết sử dụng iPad, iPhone nhân nhất. Bác chắc là vua hùng sống lại cũng không giỏi như cháu đâu. Nên mối nói giáo dục của ta giờ hơn thời vua hùng nhiều lắm. Giáo dục của ta hơn thời vua hùng nhiều lắm. Đó. Bạn thấy giáo dục đó thì dạy cho những cái em em nhỏ giờ nó tự cao tự đại nhưng mà thật sự năng lực nó không có những bậc cha bậc mẹ có tiền có đồ cho con học trường quốc tế cho con đi ra ngoài không có bạn hãy nhìn lại mặt coi bây giờ suy si tàn từ từ hai cái bộ mặt Thầm, có như tất cả giáo dục là một y tế là hai tiêu từ tiêu đến tiêu giờ nó leo luôn cái cái nền kinh tế rớt xuống luôn đó thì bài này viết quá hay có bạn đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt bye bye